Chiều ngày 25 tháng 2, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Lạng Sơn cho biết, đơn vị đang tổ chức xác minh, làm rõ đối tượng trồng trái phép 3.800 cây thuốc viện. Trước đó, ngày 20 tháng 2, Tổ công tác Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Lạng Sơn phối hợp với Công an huyện Văn Quan đã phát hiện tại địa bàn giáp ranh giữa xã Lương Năng, huyện Văn Quan và xã Hương Vũ, huyện Bắc Sơn có một điểm trồng 3.800 cây thuốc viện trên diện tích 202m2. Số cây thuốc viện này đang trong quá trình sinh trưởng, chiều cao từ khoảng 15cm đến 30cm. Vị trí trồng cây thuốc viện nằm sâu trong rừng, cách khu dân cư khoảng 3 đến 4 giờ đi bộ, được bao bọc bởi các dãy núi đá, địa hình hiểm trở, không có đường mòn qua lại. Ngay sau đó, tổ công tác đã tiến hành lập biên bản phá nhổ và tổ chức tiêu hủy toàn bộ số cây thuốc viện trên. Hiện cơ quan công an đang tổ chức xác minh người gieo trồng để xử lý theo quy định của pháp luật.